Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Nhã Phương và Hoàng Anh tụ họp Katsuya, hỏi mẹ bỉm thi nhau đổi sắc, nhưng spotlight là phản ứng của hai nhóc tì. MC Hoàng Anh, Ái Phương cùng hội ngộ bạn thân đã có mặt tại biệt thự sân vườn siêu rộng của vợ chồng Trường Giang Nhã Phương để làm một việc đặc biệt. Nhã Phương, Hoàng Oanh, Ái Phương đã có mối quan hệ thân thiết nhiều năm nay, tuy họ không xuất phát chung lĩnh vực nhưng lại là hội bạn bè rất gắn bó. Mới đây, màn kết xui giữa nữ MC và vợ Trường Giang nhanh chóng gây sự chú ý. Đặc biệt, Hoàng Oanh còn cho bé Matt xuống tận biệt thự riêng của ái nữ nhà Nhã Phương. Trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Oanh bày tỏ cảnh tượng các mẹ vợ cảm thán khi gặp Matt lần đầu tiên hồi 1 tháng tuổi. Xin nhá hàng nhẹ là hai bên xui sẽ chính thức gặp nhau và cho hai đứa nhỏ ra mắt lần đầu tiên luôn. Không biết có dành đồ chơi không đây? Nhóc tì vẫn thảnh thơi ôm bình sữa giữa dàn mỹ nhân. Bé Destiny và Matt có dịp gặp nhau. Hoàng Oanh chia sẻ về phản ứng của quý tử lai tây khi thấy con gái Trường Giang. Số lượng mẹ vợ đã tăng lên nhiều, nhưng Matt chỉ nhìn mỗi Destiny. Có thể thấy Nhã Phương vẫn khéo léo giữ hình ảnh của con gái cưng, cho bé chơi với bạn. Nhưng khi chụp ảnh thì nữ diễn viên ôm con vào lòng, chỉ để lộ phần tóc. Từ trước đến nay cô vẫn không muốn công khai quá rõ về Destiny để bé có cuộc sống bình yên. Theo đó, nữ MC Hoàng Oanh từng đưa con trai sang Singapore suốt một thời gian dài nên không thể gặp con gái Nhã Phương. Cậu bé về Việt Nam khoảng nửa năm thì nay phụ huynh mới có dịp cho các bé tụ họp. Mãi đến lúc cả hai đều cứng cáp mới có ngày ra mắt thế này. Khi đến với biệt thự nhà bạn, con trai Hoàng Oanh được dịp đứng giữa hồ cá koi lớn để ngắm cảnh. Đây là một trong những điều tâm huyết của Trường Giang. Khi xây dựng khuôn viên này, bé Destiny cũng thích cá nên hai cha con thường xuyên ngồi chơi hóng gió cùng cho đàn cá ăn. Khung cảnh Hoàng Oanh đăng tải phần nào cho thấy rõ hơn về quang cảnh biệt thự mà vợ chồng Trường Giang xây dựng. Họ đầu tư phần đất lớn, thiết kế không gian sống như khu nghỉ dưỡng sân vườn. Nơi này giúp nam danh hài thoải mái trồng rau, cây ăn quả và có cả khu bãi cát để cho con vui chơi. Cuối tuần chỉ cần đưa nhóc tì về nơi này sẽ giống hệt như cả nhà đi nghỉ dưỡng. Ngày 20 tháng 5 mới là sinh nhật của Nhã Phương, nhưng nữ diễn viên được ông xã và hội bạn thân tổ chức tiệc mừng tuổi mới sớm tại biệt thự ngoại ô của hai vợ chồng cô. Những người bạn thân thiết của Nhã Phương đã đi hơn 3 tiếng đồng hồ để có thể chung vui với bà xã của Trường Giang. Trên trang cá nhân của mình, Nhã Phương cũng đã livestream để các fan cùng chung vui với mình. Trong tiệc mừng tuổi mới của vợ, Trường Giang không chỉ xuống bếp đích thân chuẩn bị tất cả thức ăn phục vụ cho vợ và bạn bè. Nam danh hài còn trang trí một sân khấu nhỏ ở sân vườn và mời cả ban nhạc đến biểu diễn cực sôi động. Ở trên sân khấu còn để hai con số 23, tức là số đảo ngực của Nhã Phương, vì nam danh hài hiểu vợ rất sợ già, sợ xấu nên tạo cho cô có cảm giác luôn tươi trẻ trong sinh nhật của mình. Xuất hiện trên sân khấu với bộ đồ vui nhộn, hết nấc cùng dép tổ ong quen thuộc, mười khó không ngừng tấu hài khiến ai nấy cười bò. Khi được yêu cầu cất giọng hát, danh hài pha trò. Bộ đồ mẫu giáo này chỉ có thể hát cho Destiny nghe thôi. Với bộ đồ này không thể hát ngọt ngào sâu lắng được. Một chút nữa anh sẽ trở lại với ca khúc trữ tình. Tôi chưa hiểu vì sao tôi có bộ đồ này luôn. Đáng chú ý hơn là, trong khi các mẹ bỉm vui hết nấc, thì hai bạn nhỏ là bé Matt của Hoàng Oanh và bé Destiny của Nhã Phương đã có dịp gặp gỡ chơi đùa cùng nhau. Mẹ bỉm Hoàng Oanh hào hứng phát biểu rằng, số lượng mẹ vợ đã tăng lên nhiều, nhưng cô Matt chỉ nhìn mỗi Destiny, bông trang quá đẹp nhé cả nhà ơi. Có thể hiểu, nhóc tì lai tây rất có cảm tình với con gái của nữ diễn viên tuổi thanh xuân. Trong ảnh, bé Destiny ngồi gọn trong lòng mẹ Nhã Phương, còn nhóc tì nhà Hoàng Oanh đang nằm ti sữa, nhưng mắt vẫn hướng về cô bạn nhỏ cực đáng yêu. Các nghệ sĩ thường trêu nhau khi kết xui, nhưng thực tế họ chỉ tạo điều kiện để các bé có thêm bạn bè, vui đùa thoải mái, còn chuyện tương lai chắc chắn là do các nhóc tì quyết định. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.